À, kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Tuấn Vĩ và Thành Nguyên thì ra ở huyện Thanh Chương, là nơi mà trong thời gian qua cũng rất là nhiều người bị lũ cuốn chị ha. Rồi bây giờ vào cái hoàn cảnh này thì là như thế nào, chị có thể cho mọi người biết được không ạ? Đây là gia đình này là có ba mẹ con, người chồng của ba thì là đã mất cách đây 4 năm rồi, còn ba mẹ con thì là anh trai thì đi làm ăn xa ở trong Sài Gòn đấy, còn hai mẹ con gái nhà thì là người con gái xin đi chơi thì là cũng không may là bị nước lũ cuốn, là hiện nay người mẹ thì đau ốm thường xuyên, hiện nay Vậy thì cái người 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 con mà bị lũ cuốn đó là bao nhiêu tuổi? người con bị lũ cuốn năm nay học lớp 8 rồi, À, học lớp 8. người con À, gái. nó cuốn cách đây xa không? Đây là lũ cuốn thì tại địa bàn xã khác, xã Thanh Long. À, vậy là đi đi học ở dưới đó. Dạ, đi học trường. Nó bao nhiêu tuổi chị? Học lớp 8 năm À, học nay lớp 8. là 13 Dạ, tuổi. dạ 13 tuổi chị ha. Dạ, rồi chị mình vô chị ha. À, kính thưa quý vị, thì như cái sự trình bày của chị gái, đây là người địa phương, thì gia đình này thì là người 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 ba thì bị mất, rồi đang còn ba đứa con, hai đứa con thì vừa rồi thì bị cũng lũ cuốn. Dạ, chào chị. Dạ. Thắp cây hương cũng không có anh Vĩ Ủa sao vậy? vì phải đi bị vướng trong dòng tộc với vướng giờ đó, cái giờ xấu đó, cho nên không có lập bàn thờ nhà được mà phải đi gửi đến chùa. Vậy đó ha. Dạ, cháu chào bà. Dạ. Nhà thì hoàn cảnh nói chung là nhà thì bố mất sớm, nhà được có mấy anh em với mẹ. Bố mất được bao nhiêu năm này chị? Bố mất 2004, 2004. 14 đến giờ 2014. Bộ giờ trẻ trẻ chứ nhà ba mẹ con thì là giờ anh đi làm xa giờ mới về ở nhà có hai mẹ con, buổi chiều thì em đi chơi không may bị đuổi nước, bây giờ nhà con có hai mẹ con nữa. Ủa xin lỗi, vậy là cái người đuối nước là em của em? Em đây là Em gái của con, em đây là chị con bác ở nhà gần đây. đây là chị con bác. Dạ, À vậy hả? Vậy mẹ hôm nay đi đâu? mẹ từ hôm em bị giờ mẹ không thể chạy được, Mẹ không dậy. Mẹ 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 đau, buồn quá, mẹ nằm á hả? mẹ suy sụp quá mẹ không thể dậy nổi được. Em trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Năm nay là 24 tuổi. 24 tuổi hả? Sinh năm 96. Trời, mình Ngồi ngồi đây trò chuyện tí thôi. dạ mời anh chị. Chào bà, giờ là bà là hàng xóm đó hả? Bà này là bà bác. Bà bác Bà bác. Bà bác. Ở trong họ. Nhà. Còn đấy là anh trưởng họ. À. Bà Dạ. anh gặp anh đây là Nghe nhỏ quá quý vị. Vậy là không không cái giờ không tốt rồi nên là họ chưa lập được bàn thờ ha. Kính thưa quý vị, đây là những cái bánh trái này kia cho để mọi người ở hàng xóm này kia tới để mà thăm hỏi đó quý vị. Thành cầm cho anh ha, để anh đem cầm cho. Hôm nay tụi anh tới thì là anh cũng xin trích ra ít tiền của trong cái quỹ của Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho gia đình, phần nào gọi là để động viên an ủi cái khi mà gia đình bị cái sự cố mất mát vậy đó em. Được rồi, em cứ ngồi đi em, không cần đứng đâu, em cứ ngồi đấy, anh em mình trò chuyện với nhau có gì cả. À, hôm nay thì được cái sự giới thiệu của các anh chị là địa phương đây anh. Nên là anh tới đây thì là xin thay mặt cho một số mạnh thường quân trong và ngoài nước ở từ nước ngoài đó em, thì anh xin trích ra 3 triệu đồng của em Liễu ở Đài Loan để gửi cho gia đình em để coi như động viên phần nào trong cái sự mất mát to lớn đó, thì không có gì bù đắp được, nhưng mà đây là cái sự quan tâm thăm hỏi của bà con cộng đồng em ha. Đây 3 triệu đồng em nha. Gia đình xin Gia cảm đình ơn. xin cảm ơn các mạnh thường quân và các anh. Xin cảm ơn tấm lòng của các anh chị mạnh thường quân. Đây thì anh Vĩ cầm giùm em.
hiện đại quá, nó hại điện đấy. Thì hôm nay hai anh em anh tới đây, anh xin giới thiệu là anh là Thành Nguyên. Anh Tuấn Vĩ đây là cũng có một cái kênh thiện nguyện là Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương, còn anh là Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Thì tụi anh mấy lâu nay là cứ đi mấy tỉnh miền Trung, thì đâu đó có người mà bị thiệt mạng về về lũ lụt này kia đó, về thiên tai đó, thì tụi anh sẽ cố gắng tới tận gia đình một và sẽ có hướng hỗ trợ cho từng gia đình, nói chung là tùy mức độ này kia đấy em. Thì nó thì hôm nay thì anh Vĩ có hỗ trợ cho em một phần, thì anh cũng xin trích cái quỹ của anh ra cũng gửi cho gia đình một phần nào đó để an ủi thôi, chứ thực ra thì tiền bạc thì bây giờ người đã mất rồi thì không có cái gì mà bù đắp được đâu em nhé em nhé. Thì anh xin gửi cho em là 5 triệu đồng. Thì 1 triệu đồng là của chị Phan Thị Hằng, và 3 triệu đồng là của một tài khoản tên là Nguyễn Ngọc Hiệp ở Đức. Rồi 1 triệu đồng nữa là của cô nữ. Anh gửi cho em tổng 5 triệu. Đây anh gửi nhé. Em cảm ơn cả anh nhiều. Gia đình chính cảm ơn cả tấm lòng của cả anh chị trong hội thiện nguyện. Dạ. Vậy là từ hôm đó giờ là coi như mẹ là mẹ buồn, mẹ buồn mẹ nằm. Tinh thần mẹ suy sụp. Dạ. Rồi bố mất thì được mấy năm rồi em hả? Bố mất được 6 năm. 6 năm. Bố hồi đó bị gì mà mất em? Bố bị bệnh hiểm nghèo. Bệnh hiểm nghèo hả? Rồi hồi đó nếu vậy thì bố chắc cũng còn trẻ đó em. Dạ. Bố cái nào có mấy 49 tuổi, ra năm Hàn. Ở đây hả? À, chị có thể nói cho em biết được cái hoàn cảnh này là nó như thế nào, nó quan hệ như thế nào với hoàn cảnh cũ? Hoàn cảnh này là đấy là cháu Phan Thị Tráng là con cầu, mà hoàn cảnh lúc này ta đi đó là cháu Phan Trần Thị Ngọc Anh là con cố, người ta gọi là con cố, ở đây gọi là con ó. Thì hai chị em cũng đi một xe đạp đi chơi, thì là không may là bị nước lũ cuốn, đi trên tuyến đường có nước lũ cuốn quá, không may bị nước cuốn quá. Thì hiện nay đấy là gia đình của cháu Tráng. Vậy là con cô con cậu. Bé này thì mấy tuổi chị? Bé này 13 tuổi. Một bé 13, một bé 8 tuổi. Một bé 13, bé 14 tuổi. À, lúc dạ. Này học lớp 8. Dạ, lớp 8, đúng rồi. Dạ, dạ. Dạ tội nghiệp ha, vậy là cả con cô, con cậu mất luôn. Đi vô em, Thành. Dạ. Dạ, chào anh, chào chị, chào gia đình. Dạ, 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 chào anh. Dạ, cho phép em được thắp cây nhang, đốt cây nhang cho. Dạ. Đây là bố cháu ạ. Dạ, 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 chào, dạ, dạ, dạ. Bác của cháu. Dạ. Chào em. Dạ. Thưa anh, em tên là Tuấn Vĩ, còn đứa em của em tên là Thành Nguyên. Tụi em từ Sài Gòn ra. Thì tụi em cũng nghe được cái thông tin là ở ngoài này cũng bị bão lụt, và vừa rồi cũng có một số hoàn cảnh bị thiệt hại vừa người và tài sản. Thì hôm nay được anh và chị đây ở địa phương đây có dẫn tụi em tới, cho nên là em muốn vào thắp cây nhang cho cháu. Rồi tụi em cũng thay mặt cho cộng đồng có hỗ trợ tới cho gia đình mình một chút ít, gọi là để thăm hỏi động viên gia đình. Dạ. Cho em đốt cây nhang anh nhé. Cảm ơn. Dạ, được rồi anh. Thưa quý vị, Tuấn Vĩ xin phép để cái máy đây ha. Tuấn Vĩ xin đốt cây nhang để cầu nguyện cho bé. Thank you.
Thế thì mình ra ngoài này. Vâng, vâng. Dạ. Em mời anh vào đây trước anh. Dạ. Vậy thì anh tất cả có mấy người con hết anh? Dạ, bốn. À, bốn người con. Dạ. Vậy thì cái bé mà không may bị đuối nước đây là bé thứ mấy anh? Bé đầu. À, bé đầu anh hả? Dạ. Vậy là năm nay bé bao nhiêu tuổi anh ha? 13 tuổi. À, 13 tuổi. Dạ. Vậy thì cái tình huống hôm đó là cháu nó đi học anh hả? Không, vừa đó chủ nhật nó đi o chơi. À, đi cô chơi cách đây xa không? 2 cây số. Cách đây 2 cây số. Mà hình như là cái khu vực ở dưới đó thì nó ngập hơn ở đây nhiều. Ở đây cũng ngập, ở đây cũng ngập vào trong này rồi, nhưng mà ngoài này đi ra rồi dưới xuống dưới đó chứ chứ ra được hết. Dạ. Cháu đi cũng may sơ sẩy nó rơi xuống vì nó con dài, nó chưa hiểu lắm. Dạ. Vậy là hình như cũng mới cách đây khoảng mấy hôm, 3 4 hôm. Bữa nay là 3 ngày làm ngày. Dạ, hôm nay đúng 3 ngày. Dạ. Vậy thì mấy đứa sau thì nếu vậy thì chắc còn nhỏ hả? Một có tuổi mấy về 3 4 tuổi. À. Thì nghiệp. Anh chị chắc là cũng làm nông thôi anh hả? Dạ. Dạ. Nó đi chơi máy sợ sợi rồi. Dạ. Được đứa lớn hơn. Vậy là gia đình mình đây với gia đình ở dưới là con cô con cậu anh hết. Đâu rồi, đứa đó là con chị gái. À, đứa đó con chị gái. Dạ. À, đúng rồi. Vậy là mẹ của bé hồi nãy đó là chị, còn anh là em. Dạ. Ừ, con cô với con cậu. Ở đây với xã với gia đình dưới đó là cùng xã không anh? Khác xã. À, khác xã. Rồi ở Thanh Long, ở trên là Vò Liệt. À, trên này Vò Liệt. Dạ. Gia đình bây giờ đi ở có nó thì gần đấy. Dạ. Hồi nãy tụi em có xuống rồi. Rồi xuống con o rồi. Dạ. Chị hôm nay đi đâu? Vợ của anh á. Nằm trong nhà. Buồn quá. Ngất. Dạ. Ngất. Xỉu, xỉu. Dạ. Trên nghiệp. Khi đó vậy thì có ai thấy để cứu không anh? Đi thấy xe đạp đó. Thấy cái xe đạp thôi chứ không thấy cái người. Xe đạp không thấy người tìm thôi. Nếu vậy thì vào cái thời điểm chắc thời điểm đó là không ai thấy đúng không? Không ai thấy. Không ai thấy, sao người dân nó phát hiện có xe đạp đi mình đi lục, cũng thấy con đi lục về, cũng thấy con về đi mình đi lục. Lục mãi cũng được, mới nhờ xà lóa nhấn nhấn vô đi kiểm. Kiểm cho họ chỉ cái xe đạp chỗ nó chỗ kia thì mình người lặn cho bà con nó lặn xuống. Dạ. Tội nghiệp. Nói chung thì tụi em thì thay mặt cho một số mạnh thường quân, thay mặt cho một số mạnh thường quân trong và ngoài nước thì cũng có gửi cho tụi em một số quỹ để đi ra miền Trung này để thăm hỏi bà con, rồi động viên bà con để gọi là tỏ cái sự quan tâm tới cộng, nói chung là cộng đồng có sự quan tâm tới những cái gia đình bị thiệt hại. Thì thay mặt cho hai em đấy nói chung là cảm ơn các chủ là có tấm lòng hảo tâm. Cảm ơn anh em đồng đội là gia đình. Giờ không biết nói gì hơn. Gia đình thì ta cũng quá khó khăn, cũng quá khổ. Không lường được cái sự Không lường được. Cháu nó ngoan, nhưng mà nó có lớp 7. Con mấy khi đi đâu, nhà em nhỏ, nó 2-3 em nhỏ 6. Mà hôm đó thì anh đi đâu? Em đi làm. À, đi làm. Mẹ nhà lại vừa ngày chủ nhật á, thì tôi con sáng mèo đi chờ bon rau về nên nói gì.
cửa ấy, kiểu cháu con xin đi chơi thôi, thì mì tôi á, thì ông cháu đi thôi. Dạ. Thì cứ tưởng là anh đi đi chiều về hay là dự em. Dạ. Mày thôi anh cứ đi mà mới phụ chi đó anh về với em nhỏ. Dạ. Em mới được có 1 tuổi. Dạ. Thành ơi, em cầm cái máy cho anh. À, Đức, nhờ lại cầm cho mình tí có. Cho cho cái nó cùng một lúc luôn. Anh ơi, hôm nay thì tụi em ra đây thì em cũng xin thay mặt cho một số mạnh thường quân thì nay em trích ra 3 triệu đồng của từ cái quỹ của chị Lan Võ ở Mỹ có gửi về cho tụi em số quỹ, thì em xin trích ra 3 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình phần nào, coi như cái sự động viên, gọi là tỏ sự quan tâm của cộng đồng với anh nhé. Rồi em xin cảm ơn các anh và các chân quân. Anh là ba của bé. Dạ. Của bé. Ừ. Còn bác cháu. Dạ. Còn mẹ cháu ở đâu anh? Mẹ ở Nam. Mẹ quá nằm. Sốc lớn quá. Vì con lớn hơn. Dạ. Đức ơi. Vậy thì hôm nay hai anh em tụi em anh của em là Tuấn Vĩ, em là Thành Nguyên, thì hai anh em ở Sài Gòn ra đây thì thăm hỏi những hoàn cảnh mà bị lũ cuốn trong cái cơn bão thôi. Dạ, thì em cũng xin tích ra và gửi cho anh một số tiền nhé. Em xin trích ra 5 triệu đồng của chị Tuyết ở Chicago thì em gửi cho anh, thì cũng động viên an ủi gia đình thôi chứ số tiền thì cũng không biết bao nhiêu cho đủ đâu ạ. Dạ, không có cái gì mà có thể mua lại được cái mất mát này. Dạ. Đây, em xin gửi anh 5 triệu nhé. Dạ. Rồi rồi các cháu nhỏ ở đâu anh? Vậy là hình như một đứa mới 1 tuổi anh ha, đứa nhỏ. Dạ. Dạ. Bé lớn, bé bị mất á, là bé lớn nhất. Bé lớn, đúng rồi, anh có hỏi. Sáu em, sáu con ba em. Dạ. Sáu con ba em nữa. Sáu ba em nhỏ cả. Dễ chi, dễ chơi. Chị mất cũng dễ chi. Thì kể cả chị 13 tuổi cũng chắc chị đã biết gì. Mấy đứa em sau. Đây là quý vị đang... Đây là vợ này. Bởi bên tay. Dạ. Dạ. À, em chào chị. Dạ. Dạ. Tụi em tới xin chia buồn với gia đình. Dạ. Vậy đây là đứa nhỏ nhất á chị. Dạ. Dạ. Còn ba cháu này nữa. Hai cháu đây. À, hai, dạ. Hai cháu này với cháu này là ba. Bốn chị em. À, ủa hai đứa này giống như sinh đôi vậy? Không. Vẫn cao thấp anh. À. Chắc năm một quá hả? Không, con này nó 3 tuổi đấy. À. Con này nó hơn 3 tuổi mà nó coi. Dạ, à, nó còi, nó bằng em. Nó bằng em. Nó. À, ba chị em gái, tội nghiệp hết sức. À, nói chung chị cũng bớt đau buồn về chuyện nó cũng xảy ra rồi. Nó xảy ra rồi, bây giờ có đau buồn thế nào chăng nữa thì cũng không có lấy lại được. Thì nói chung là cái cảm xúc thì ấy vậy thôi chứ. Đôi khi đau buồn quá nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Tội nghiệp. Bé nghe nói cũng học giỏi lắm không chị? Dạ, học cũng giỏi, học lắm. Được, cũng ngoan. Dạ. Được cả tay, cả cổ, cả ứng. Dạ.
Chị sinh năm mấy hả chị ha? Em 83. À, 83. 83. Ồ, vợ chồng trẻ. Thì bé này... Bé này được 13 tháng. Dạ. Yeah. Em bà được gái, em trinh thêm đứa này nữa. Dạ. Gái. Dạ. Sắc bộ chị em gái. Dạ, tội nghiệp. Rồi, ok chị, thì tụi em cũng tới xin chia buồn với gia đình, rồi thay mặt cho cộng đồng, rồi cũng gửi chút quà đến với gia đình để động viên thăm hỏi. Dạ. Thì đợi đến tiền đấy thì em xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã đến động viên an ủi gia đình nhà em. Thì em biết nói gì, em cảm ơn. Dạ. Để mà đi đến từng đoàn thể thì em không đi được, đi nhận tiền mà đi nhờ các anh là gửi lời cảm ơn giùm em. Dạ. Rồi, ok chị, thôi chị nghỉ ngơi ha chị ha. Dạ, em cảm dạ, ơn. Dạ, dạ. Tội nghiệp. Ờ, vậy anh cũng còn trẻ, anh sinh năm 81 à? À, tắm bóng trẻ. Chắc vậy mình chắc chào gia đình ha Thành ha. Dạ, vậy anh nha, để tụi em cũng xin chia buồn với gia đình. Dạ, em xin cảm ơn. Dạ, 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 ok, dạ, 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 chào anh ha. Dạ, dạ, rồi chào anh ha, dạ, chúc sức khỏe anh nha. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, dạ, chào anh. Dạ. Dạ. Đi anh ha. À, kính thưa quý vị thân mến, vậy bây giờ Tuấn Vĩ xin được kết thúc video. À, xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị đã theo dõi. À, đây hôm trước là nước nó lên cũng rất là cao quý vị. Nên là không may thì hai cháu nó bị lũ cuốn. Thì hai hoàn cảnh lại là con cô với con cậu. Tội nghiệp một đứa 12, đứa 13 tuổi quý vị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị.